kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 7, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Các hoạt động thăm và tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu và gia đình chính sách nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập dịch vào tỉnh luôn hiện hữu. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ người từ ngoài vào địa bàn tỉnh đang được siết chặt. Công an huyện Vũ Thư phát hiện nhiều đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại hội trường Diên Hồng với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp này sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng như nghe báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 trúng cử, Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức và bầu phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Tổng Bí thư chỉ rõ là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 và thảo luận tại đoàn. Trong phiên họp chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội thảo luận biểu quyết danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 15 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu và Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Vương Đình Huệ đã tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, tới thăm và tặng quà người có công với cách mạng ở huyện Hưng Hà. Tới thăm và tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Truyền, 93 tuổi, thôn Trường La, xã Thái Hưng, thương binh hạng 1/4 Lưu Minh Chiến, thôn Tống Xuyên, xã Thái Hưng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các gia đình. Đồng chí bày tỏ sự biết ơn, tri ân ghi nhận sự hy sinh đóng góp của các gia đình trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng luôn sống vui, sống khỏe, làm gương và giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tiến Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách là người có công với cách mạng, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện.
Tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại nước ta đã vượt mốc 60.000 ca bệnh. Với diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương phải siết chặt công tác quản lý người ra vào tỉnh. Tại Hà Nội, từ đợt dịch thứ tư đến nay đã ghi nhận trên 300 ca bệnh. Trong sáng nay, thủ đô phải phong tỏa 46 điểm. Tại Thái Bình, trong 24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được 940 mẫu, trong đó 111 mẫu của trường hợp F0, F1, F2, 829 mẫu của đối tượng nguy cơ và sàng lọc khác, không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, tổng số mẫu xét nghiệm người từ các vùng dịch phía Nam về tỉnh là 1.440 mẫu. Tiếp tục đảm bảo hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ ra vào tỉnh, duy trì nghiêm quy định người dân vào tỉnh Thái Bình phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là quan điểm chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Tân Đệ và cầu Hiệp vào sáng nay. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh những biện pháp kiểm soát người ra vào tỉnh mà Thái Bình đang triển khai đến thời điểm này là hợp lý và cần thiết duy trì để giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua. Đồng chí giao Công an tỉnh điều phối hoạt động của chốt, phối hợp với các ngành nghiên cứu đề xuất bổ sung lực lượng hợp lý. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dựa vào tình hình thực tiễn tại chốt Tân Đệ, nghiên cứu để bố trí lại điều kiện đảm bảo hoạt động của lực lượng trực chốt, cũng như người dân đến khai báo, đảm bảo giãn cách. Trong những ngày đầu mà chúng ta thực hiện cái biện pháp này, thì các ngành ấy, là công an, này, công thương, này, y tế, này, quân đội nữa, các đồng chí cử các đồng chí phó trực tiếp điều hành, điều phối hoạt động để đảm bảo làm sao hoạt động ở đây cho nó nhịp nhàng, nó thông suốt. Tôi đề nghị rằng là trước cái tình hình hiện nay là chúng ta phải sớm khẩn trương giao cho y tế là các đồng chí chủ trì là phải có hướng dẫn xử lý các tình huống cụ thể khi mà người dân vào chốt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu có phương án phân luồng điều tiết giao thông để hạn chế tối đa ùn tắc tại các điểm chốt. Trong quá trình triển khai kiểm soát người ra vào, sẽ tiếp tục dựa vào điều kiện thực tiễn của các chốt để điều chỉnh hoạt động sao cho hiệu quả. Cùng với các giải pháp kiểm soát chặt công tác phòng chống dịch trong tỉnh, thì Thái Bình cũng đang nỗ lực siết chặt công tác kiểm soát việc di chuyển ra vào tỉnh, ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hạ đi từ khu công nghiệp 2, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về quê ở xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà. Tại chốt kiểm soát cầu La Tiến, được lực lượng chức năng yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2 hoặc bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc PCR thì mới được đi qua. Ông Hạ hoàn toàn đồng tình với chủ trương của tỉnh và vui vẻ hợp tác. Về đến đây tôi được test này mà tôi cảm thấy bản thân tôi cũng yên tâm đấy. Bây giờ mình đi về tỉnh mình mà cảm thấy như thế này là mình cũng gọi là đảm bảo cho cả gia đình nhà mình chứ không phải riêng cho một ai cả. Bắt đầu từ 12 giờ ngày 19 tháng 7, cùng với tổ công tác liên ngành tại cầu Tân Đệ, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương, thì tỉnh Thái Bình cũng đã kích hoạt trở lại hai tổ công tác liên ngành tại cầu La Tiến và cầu Hiệp. Lực lượng chức năng tại đây túc trực 24 trên 24 để kiểm tra giấy tờ, đo thân nhiệt, khai báo y tế cho tất cả người và phương tiện vào địa bàn tỉnh. Chúng tôi chia thành 3 ca, mỗi ca làm 8 tiếng. Và từ ngày hôm qua đến bây giờ chúng tôi đã kiểm tra được 230 lượt phương tiện với 250 lượt người qua lại. Đối với các trường hợp mà không có phiếu xét nghiệm thì chúng tôi kiên quyết yêu cầu quay đầu lại. Chúng tôi đã huy động tối đa cái lực lượng của công an huyện, rồi là quân sự huyện và các cái lực lượng y tế của địa phương. Tuy nhiên thì huyện cũng đã có cái đề xuất với tỉnh và hôm nay thì ở các chốt đã được tăng cường thêm cái lực lượng của các cái cán bộ y tế của các trường và đảm bảo được cái yêu cầu là thực hiện các cái ca thông suốt trong 24 tiếng ở tại các cái chỗ đầu chốt. Ngoài ra thì Hưng Hà cũng đang tập trung là bố trí cái chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ làm việc cho anh em của tham gia chốt, đặc biệt nữa là các cái phương tiện cũng như cái điều kiện để làm sao kiểm soát tốt được cái vấn đề là kiểm soát y tế đối với người ra và vào của các cái chốt. Để vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa ra vào tỉnh, lực lượng chức năng của tỉnh đã có những hướng dẫn và biện pháp xử lý kịp thời. Phần lớn tất cả mọi người dân đều chấp hành, tham gia nghiêm túc, lưu lượng và mật độ tham gia giao thông rất là đông. Cho nên là chúng tôi trực 100% quân số tại chốt để đảm bảo công việc. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lưu lượng người và phương tiện qua lại nhiều, rất cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành, tinh thần trách nhiệm sẻ chia hợp tác của người dân. Bởi mỗi ý thức chấp hành các quy định phòng dịch của người dân
sẽ góp phần giữ vững thành quả phòng chống dịch đã đạt được của tỉnh trong thời gian qua. Để dịch không bùng phát trong tỉnh, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, thì ý thức của người dân được xem là yếu tố quyết định trong phòng chống dịch hiện nay. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải. Anh Tô Sông Trà, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, mấy ngày qua công tác tại Hà Nội. Anh Trà về Thái Bình đúng lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội, nên ngay sau khi về địa phương, anh chủ động đến xã để khai báo y tế và thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch. Đợt vừa tôi có lên Hà Nội mấy ngày, thế về tôi vẫn khai báo y tế cụ thể và những điểm đi và đến. Cũng được ủy ban xã và trạm y tế xã hướng dẫn rất là cụ thể, chi tiết. Và tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh. Điều nhắn nhủ cuối cùng là tôi mong tất cả công dân Việt Nam nói chung và công dân tỉnh, xã nói riêng, mỗi người có ý thức, đều có ý thức để cùng phòng chống dịch. Theo thống kê của xã Nam Cường, thì hiện có gần 200 người dân trong xã đang làm ăn ở tỉnh ngoài. Trong đó, nhiều người đang ở vùng có dịch. Xã đã tuyên truyền đến các hộ dân có con em làm ăn xa không nên về địa phương thời điểm này. Nếu thực sự cần thiết phải trở về, cần thông báo cho xã để thực hiện nghiêm các yêu cầu trong phòng chống dịch. Hầu hết người dân đều đồng thuận với các biện pháp trong phòng chống dịch của tỉnh khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang được kiểm soát. Ngoài sự đồng thuận, hợp tác của người dân, thì vai trò của các tổ tự quản trong nắm bắt mọi di biến động của người dân là yếu tố quyết định trong lúc này. Riêng đối với tổ thôn Chí Cường chúng tôi là cái điểm mà tiếp giáp với xã Đông Minh. Chính vì vậy thì lịch trực trong của tổ trong những ngày đầu tiên, những ngày mùng 9, mùng 10, chúng tôi tổ chức liên tục trong 4-5 ngày liền. Và thời gian trực là 24/24, trực tại chốt thì đã ghi lại tất cả các cái thông tin của các người dân, cơ bản người dân có cái ý thức rất cao trong cái việc chung tay phòng chống dịch COVID. Nam Cường còn là xã giáp biển, nên nguy cơ người nhập cảnh trái phép qua đường biển là rất cao. Địa phương này đã thống kê, tuyên truyền và tổ chức ký cam kết cho gần 30 hộ là chủ tàu thuyền phải thực hiện nghiêm các yêu cầu trong chống dịch, nhất là không tiếp tay để đưa người nhập cảnh trái phép. Mặt khác nữa thì về công tác tuyên truyền, vận động cái sự giám sát vào cuộc của cộng đồng dân cư là chúng tôi cũng huy động tất cả cái trách nhiệm của các cái tổ chức đoàn thể rồi các cái tổ dân cư, cái tổ tự quản là người ta tự giám sát cách ly với nhau, cho nên là trong quá trình phòng chống dịch đấy thì chúng tôi cũng tiếp nhận được rất nhiều các cái thông tin mà từ người dân phản ánh lên thì nó cũng tạo điều kiện cho ban chỉ đạo rồi cái ủy ban nhân xã chúng tôi là quản lý và theo dõi rất tốt và rất chặt chẽ những cái diễn biến tình hình bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, thì mỗi người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch là một yếu tố hết sức quan trọng để qua đó góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các địa phương đều siết chặt việc kiểm soát người từ địa phương khác đến địa bàn. Việc một số địa phương quy định người từ nơi khác đến phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính đã tạo ra làn sóng đổ xô đi xét nghiệm dịch vụ này. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh, những ngày qua, ngành y tế Thái Bình đã và đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tự nguyện cho người dân. Mình là người dân ở Quảng Ninh đã chuyển về đấy nhưng mà quay lại quê Thái Bình ấy, mình thấy tỉnh Thái Bình làm rất chi là quy mô này, rồi đảm bảo an toàn cho người dân đến cũng như là mọi công tác hướng dẫn của y bác sĩ tạo hết mức điều kiện thuận lợi cho người dân đến xét nghiệm. Với lượng lớn người cần có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 để đáp ứng nhu cầu công việc, di chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh, khiến nhu cầu làm xét nghiệm PCR sàng lọc SARS-CoV-2 tăng đột biến. Tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình, luôn trong tình trạng quá tải, chờ đăng ký đến lượt xét nghiệm tự nguyện. Áp lực công việc thì cũng rất là nhiều, tuy nhiên chúng tôi đội ngũ cán bộ thì cố gắng làm việc, khi nào mà hết cơ số người thì thôi. Trước lượng lớn người dân ra vào tỉnh gây ùn tắc tại các chốt, bắt đầu từ chiều nay, ngành y tế đã chỉ đạo thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại chốt liên ngành kiểm soát dịch cầu Tân Đệ, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương, cầu La Tiến và cầu Hiệp. Hoạt động này được giao cho Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Hưng Nhân, Hưng Hà và Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Hưng Hà đảm nhiệm. Các bệnh viện bố trí cán bộ trực 24/24, lấy mẫu và làm xét nghiệm test nhanh cho người vào tỉnh, không để người dân phải chờ đợi lâu. Cái này tụi em thì em cũng hay di chuyển, mọi ngày em đi chuyển hàng qua các tỉnh này qua tỉnh nọ. Thì cái này là mình có cái giấy xét nghiệm nhanh thì mình không phải dừng xe lại, mình chỉ cần cho các anh cán bộ anh nhìn là mình có thể là qua chốt, cái là không phải gây tắc đường. Và cái này mình lưu thông trên tất cả các tuyến đường là nó là dễ dàng thuận tiện.
Ngành y tế khuyến cáo trong thời gian này, người dân nếu có việc cần thiết, quan trọng ra vào bất kỳ địa phương nào thì nên chủ động đến các cơ sở y tế nơi sở tại để khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, luôn sẵn sàng trên tay tờ giấy thông hành COVID-19 để tránh gây ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Trở lại với các hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chiều nay, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà thương binh 1/4 Phạm Trường Chiến và bà Trần Thị Tràm là vợ liệt sĩ Trịnh Văn Khu ở thôn Phú Lễ 1, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Các đồng chí lãnh đạo động viên các cá nhân và gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày một vững mạnh. Tiếp đó, đồng chí Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại bến phà Sa Cao, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư. Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm tặng quà bà Mai Thị Tý là vợ liệt sĩ, ông Chu Văn Động, thương binh 1/4 đều ở thị trấn Tiền Hải. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thân nhân gia đình liệt sĩ đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ mong muốn thân nhân và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương đất nước là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập noi theo. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Bình khóa 22 tổ chức kỳ họp thứ 2 triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ tọa kỳ họp. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi khá toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 17.200 tỷ đồng, tăng 7,66% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 824 tỷ đồng, đạt trên 53% dự toán. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững đảm bảo. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ cả năm, đồng chí Hoàng Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các cấp ban ngành đoàn thể thành phố thực hiện nghiêm 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đề ra. Trong đó cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng phát triển đô thị thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Vũ Lạc, thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tin bão trên đất liền, chiều tối nay 20 tháng 7, bão số 3 đã đi vào đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây-Tây-Bắc. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 300 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái khoảng 90 km về phía đông, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Đông Nam. Đến 16 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 200 km về phía Đông Nam. Cảnh báo ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14, biển động rất mạnh. Khoảng 0 giờ ngày 17 tháng 7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Vũ Thư phối hợp với Công an xã Minh Lãng tiến hành kiểm tra quán karaoke 86 thuộc thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, phát hiện nhiều đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng hát của quán karaoke có 27 người cả nam và nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc được mở với công suất lớn. Qua kiểm tra trong phòng và trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 11,3 gam ma túy tổng hợp loại MDMA, ketamine và một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy.
Cơ quan công an đã đưa tất cả những người trong phòng hát về trụ sở công an huyện Vũ Thư để làm việc, đồng thời tạm quản lý 12 phương tiện cùng một số tang vật khác. Qua test nhanh phát hiện 23 người dương tính với chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũ Thư đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng sẽ được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.